Xin chào tất cả các bạn, mình là Diễm và chào mừng tất cả các bạn lại quay trở lại với kênh Phát Âm Hay. Và trong loạt series về phát âm và ngữ điệu ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn hai phụ âm và chúng nó lại cặp âm với nhau. Và hai âm này mình có trong tiếng Việt luôn và mình cũng rất là dễ dàng để mình luyện được hai âm này, đó là âm và âm. Và lý do tại sao mình lại đặt hai âm này lại với nhau bởi vì cách phát âm của âm này về vị trí môi, lưỡi, miệng thì giống hệt nhau, chỉ khác nhau ở chỗ là âm không rung và âm là âm rung. Có nghĩa rằng là khi mình sử dụng tay mình đặt lên trên cổ họng, đối với âm thì mình thấy là những cái ngón tay của mình nó không rung theo cái cổ họng của mình, trong khi âm lại là một âm rung. Hai âm này nó gắn với Diễm với một kỷ niệm rất là vui là ngày xưa khi Diễm học hai âm này thì cô giáo cũng phải sửa hoài mà mình cũng không hiểu được là nó lại khác nhau như chỗ nào. Đó là khi mình đọc chữ view thì mình đọc nó theo kiểu tiếng Việt của mình, trong tiếng Việt mình cũng có chữ vò mà mình đọc nó là view, view, thì cô bảo là không, nó không có đúng, nhưng mà thực sự là không biết tại sao nó không đúng. Thì sau này khi mà mình tìm hiểu thật là kỹ thì mình mới thấy được là âm là một âm rung và nó có tiếng xì hơi ra, nó tiếng là tiếng vo ve của con ong vậy đó. Và làm sao để đọc được đúng cái âm view nó thì mình phải làm sao cho cái âm nó phải bật ra một cách mạnh và nó có tiếng xì 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 ra. Chẳng hạn mình đọc đó là âm view, view, view chứ không phải là view, view của tiếng Việt mình. Tiếng mình là view và nó không có tiếng xì ra. Tiếng Anh là view, view. Tương tự đối với âm, chẳng hạn như ngày xưa mình đọc chữ là fry thì mình nghe mỗi chữ right thôi, mình lại không nghe chữ f. Và trong khi yêu cầu trong tiếng Anh Mỹ là âm và âm là những âm rất là rõ và mình phải phát âm rõ ra, thì mình phải đọc nó là âm fry, fry thì nó mới rõ được âm f, fry. Đó là lý do ngày hôm nay mình rất là vui được chia sẻ cho các bạn làm sao để mình đọc được âm và âm một cách hay và chuẩn xác. Một cái tip rất là nhỏ cho các bạn để đọc được âm và âm cho nó đúng là bây giờ trong tiếng Việt mình có chữ, các bạn đọc chữ này nè, phở, các bạn đọc đi, phở, 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 nhưng mà bây giờ mình sẽ không đọc phở từ kiểu tiếng Việt mà mình sẽ phải ngưng cái âm f dài ra, mình đọc đó là phở, phở, phở. Và khi đọc như vậy thì cái vị trí môi và lưỡi mình như thế nào? Răng trên của mình nó sẽ chạm vào mặt trong của cái môi ở phía dưới và mình đọc nó là, nhớ là chỉ chạm nhẹ thôi nha, không phải là mình cắn lên trên nó, cũng không phải là mình nuốt luôn cả cái môi của mình không thấy cái môi của mình. Chẳng hạn mình đọc là thì là không phải, và nó rất là mệt và không thể nào đọc ra được âm đúng cả, không thể đọc được là, mà chỉ đọc đơn giản thôi và âm và hơi sẽ rất là mạnh. Và đối với âm thì vị trí y chang như vậy, mình để tay lên trên cổ họng, đọc làm sao cho cổ họng nó rung lên. Sau đây mình sẽ đọc một vài các ví dụ và các bạn hãy lắng nghe và đọc theo mình nhé. Find, find, freedom, freedom, fry, fry, friend, friend, laugh, laugh, rough, rough. Và tiếp theo là một số các ví dụ đối với âm voice, voice, view, view, travel, travel, leave, leave, live, live. Hai âm này không phải là hai âm khó, nhưng mà nó lại cần một khoảng thời gian để mình luyện tập làm sao cho cái âm nó bật ra, nó phải thực sự là khỏe, thực sự là hay và thực sự là vang. Và các bạn cũng nên nhớ là cặp âm này sẽ là một cặp âm mà trong đó âm là âm không rung và âm là âm rung. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã xem đoạn video này cũng như là ủng hộ cho kênh Phát Âm Hay. Và nếu như các bạn muốn học thêm về phát âm và ngữ điệu, các bạn hãy nhớ subscribe kênh YouTube của mình hay là mời những bạn khác có cùng coi kênh YouTube của mình để có thể học được thêm những bài học hoàn toàn miễn phí về phát âm và ngữ điệu. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những đoạn video sau.